mình sẽ làm món cà muối sổi theo cái cách của mình hay thường làm cho gia đình mình ăn. Mình thích ăn món này, ăn với canh cua đồng rất là ngon. Thì hôm nay mình đi chợ mua được cà pháo, nhưng mà ở Mỹ thì nó không có cà pháo trắng thường xuyên, lâu lâu mới thấy. Thì hôm nay mình mua cà pháo này, mình về mình rửa sạch và để ráo nước, và sau đó mình sẽ làm một thau nước, bỏ xíu muối, xíu chanh vô và mình sẽ xắt lát mỏng ra để mình ngâm nó cho cái nhựa cà nó ra ha, và cái hột cà nó cũng rớt bớt và có nước muối. Chanh thì cà nó sẽ trắng đó, mình sẽ xắt miếng mỏng mỏng như vậy. Đó là theo cái cách của mình hay làm, và mình sẽ bỏ vô nước mình ngâm cho nó khoảng nửa tiếng, cho nó ra hết cái nhựa cà và cái hột cà nó rớt bớt đi ha. Thì ăn cà là nó không có bổ béo gì đâu mọi người. Mình nghe nói trong cà nó không có chất bổ gì đâu. Đó, mình đã ngâm và nước cà nó ra hơi nâu nâu rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ để đây một xíu, mình trong thời gian chờ cà nó ra nhựa thì mình sẽ đi làm tỏi ớt. Mình làm nước để nước mắm để mình pha vô trong cái cà muối sổi, thì mình cần có đường, trong chén mình có đường rồi, thì nước mắm thì mình làm có chanh, đường, tỏi, ớt thôi và không có nước ha. Thì tùy theo cái độ mặn ngọt của cái nước mắm nhà mình xài thì mình sẽ làm cái món này nó phải mặn mặn và chua chua thì nó mới ngon đó. Còn cay á, là tùy theo độ cay của gia đình ăn, ai ăn cay nhiều thì bỏ nhiều ớt ha. Đây, mình sẽ quậy lên cho nó tan đường và nước mắm nó hòa quyện vô với nhau, rồi mình sẽ để đây cho nó tan hết đi, rồi mình sẽ đi vớt cà ra và mình để ráo cà đó. Mình ngâm xong rồi, nước nó màu nâu rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra một cái rổ và mình sẽ rửa sơ qua một lần nữa với nước lọc, với nước sạch ha, rồi mình sẽ để ráo cho nó ráo thật ráo nước, rồi mình mới đi trộn đó. Đó là cái cách làm của mình. Nếu ai có cách nào hay hơn nữa thì chia sẻ với mình ha. Mình thì mình thích làm cái này lắm, còn có nhiều người làm mắm nêm, cà mắm nêm. Còn đây mình làm cà nước mắm đó. Bây giờ mình sẽ bỏ tỏi ớt vô và mình sẽ đổ nước mắm đường này vô và để trong vòng cỡ khoảng, mình muốn ăn ngon là ít nhất phải 4 tiếng nó mới ngon mọi người ơi. Chứ muối sổi xong mà ăn liền thì nó không có ngon đâu. Ít nhất là 4 tiếng hoặc qua đêm thì cà nó thấm nó mới ngon. Nó sổi ăn liền chứ ít nhất là phải 4 tiếng, càng lâu thì càng ngon. Ít nhất nhưng mà qua đêm thì nó mình thấy là nó thấm và ngon hơn nữa. Đây, và mình sẽ để đây. Và món cà này thì ăn với canh cua là số dách luôn. Và đó là cái cách làm muối cà của mình. Trộn đều lên và để vô tủ lạnh 4 tiếng trở lên là ăn là thấm và ngon lắm. Canh cua đồng bên Việt Nam mang qua để mình ăn với lại cà pháo muối sổi đó. Canh cua đồng này là chị mình làm cái riêu cua này rất là ngon luôn. Nó có tôm, có thịt gì trong đây không cần, không biết bánh nem gì nhưng mà rất là ngon. Và có tôm, thịt, không tôm giò sống gì luôn, tôm, hành, tiêu, tỏi, ớt gì trong đây nè. Và cua đồng, cua nước cua đồng xay xong rồi mới trộn thêm một ít giò sống, một ít tôm khô, một tiêu hành gì đó vô, cho nên bây giờ nấu canh như vậy thì nó rất là ngon. Hôm trước mình nấu bún riêu đó cũng là như vậy đó. Và hôm nay thì mình nấu canh này để mình ăn với cà muối sổi đó. Hai món này rất là đi với nhau thì rất là ngon luôn, thơm lắm mọi người.